Nhận được rất nhiều câu hỏi của anh chị là hãy review cực kỳ là chi tiết một chiếc Toyota Veloz phiên bản top màu đen, model mới nhất năm 2022. Trong clip mới nhất ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng ngắm nhìn tổng quan thiết kế về ngoại thất, nội thất, bảng giá cũng như là giá lăn bánh chi tiết của một chiếc Veloz top màu đen. Chi tiết là như thế nào? Kính mời quý anh chị hàng hãy theo dõi cùng Văn Hội ngay bây giờ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ ngắm chi tiết một chiếc Toyota Veloz Cross phiên bản top màu đen cực kỳ là nổi bật. Ngay từ thiết kế ở phía đầu xe, có lẽ rằng là nổi bật nhất ở phía trên đó chính là hệ thống Toyota Safety Sense. Với cái hệ thống này thì sẽ có khả năng tiền va chạm, phanh tự động khi mà có cái chướng ngại vật ở phía trước. Trường hợp mà chúng ta phanh không đủ lực phanh thì xe còn bơm thêm một lực phanh để giúp khoảng cách ngắn nhất đến chướng ngại vật. Hay hệ thống AHB, hệ thống đèn pha này của hệ thống Toyota Safety Sense sẽ tự động dương pha khi không có xe đối diện, và hệ thống cảnh báo trạch làn đường. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Còn gì nữa nào? Trên nắp capo với những cái đường gân dập nổi khí động học như thế này sẽ giúp cho xe trông thể thao, khỏe khoắn và bề thế hơn. Xe bản top này được trang bị khối đèn full LED kết hợp với giải đèn LED ban ngày và hệ thống xin nhan tuần tự. Xin nhan tuần tự anh chị cũng biết rồi, thường trang bị trên chiếc Lexus cực kỳ là cao cấp, mà Veloz bản top lại được trang bị cũng như phiên bản CVT. Dần xuống dưới, đường viền của hệ thống đèn sương mù. Đèn sương mù được tích hợp là đèn công nghệ halogen ánh sáng vàng trên cái nền nền LED như thế này, vừa tích hợp với thị trường Việt Nam mà lại bám đường, gom sáng bám đường rất tốt. Chúng ta tiến dần vào trong sẽ thấy điều gì? Ở trên mặt ca lăng mắt cáo thể thao khỏe khoắn thì logo Toyota được mạ chrome sang trọng và sáng bóng, nổi bật với cái màu đen như thế này, với những cái đường viền chrome như thế này nữa. Thì chúng ta còn có thêm hệ thống camera 360 độ được hiển thị trực tiếp lên trên một cái màn hình 9 inch nổi bật ở trong xe. Lúc nữa thì chúng ta sẽ ngồi bên trong xe nhé. Nào, xuống dưới thì chúng ta còn có thêm những cái màu xám như thế này để trông cái phần đầu xe tinh tế, khỏe khoắn và bề thế hơn. Đây đó chính là tổng quan giao diện thiết kế của phần phía đầu xe. Còn dần sang bên thân xe, chúng ta sẽ thấy gì nào? Đầu tiên đó chính là nổi bật ở phần la răng. La răng của Toyota Corolla Cross phiên bản top trang bị lên đến 17 inch dạng phay đúc, cực kỳ là nổi bật. Cả 4 bánh đều trang bị là phanh đĩa với những cái công nghệ phanh nổi bật như hệ thống ABS, EBD phân bố lực phanh điện tử, hay những hệ thống khởi hành ngang dốc và hệ thống cân bằng điện tử. Rất tuyệt vời. Trên mặt gương bản rộng to bản thì còn được trang bị hệ thống đèn xi nhan LED tích hợp trên gương, hay hệ thống camera 360 độ. Và trên gương còn có hệ thống cảnh báo điểm mù cũng như hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang. Nóc xe thì chúng ta có gì? Nẹp dọc nóc xe trông xe thể thao, khỏe khoắn và bề thế hơn. Hai tay nắm cửa cả bên lái và bên phụ thì đều có cái phần nút cảm ứng như thế này này, để chúng ta khóa cửa hay đưa tay vào để mở cửa rất là tiện lợi luôn. Còn phần phía đuôi sau là như thế nào? Anh máy quay sẽ cùng di chuyển. Đó chính là cái thiết kế phần phía đuôi phía sau của chiếc Veloz top màu đen. Trên nóc xe chúng ta có một chiếc anten vây cá mập cho khả năng khuếch đại sóng radio rất tốt, bắt rất nét radio luôn. Hai gạt mưa phía sau. Nhưng để nói về ấn tượng nhất thì Văn Hội sẽ thích nhất ở cái phần đèn phía sau này. Hệ thống đèn lăng tét ở phía sau, đèn hậu này căng ngang khi chúng ta bật. Đặc biệt nhất là từ 5-6 giờ chiều hay buổi tối đó, nó sẽ căng ngang trông rất nổi bật. Chắc chắn rồi, hệ thống camera của chiếc cam 360 sẽ được tích hợp rồi. Logo Veloz, và chúng ta sẽ có thêm cái chữ Cross như thế này nhé. Chúng ta có đến 2 cảm biến cảnh báo va chạm sau cũng như 2 cảm biến cảnh báo va chạm trước, rất nổi bật luôn. Lốp xe cua thì được để ở đâu? Lốp xe cua sẽ được để ở phần dưới gầm nhé. Rất hay lên. Khoảng sáng gầm thì lên đến 205mm. Dòng MPV 7 chỗ ngồi một khoảng sáng gầm lại cao đến như vậy, rất tuyệt vời luôn. Hay mở cái phần cốp lên, xe trang bị rồi 7 chỗ ngồi. Và chúng ta có phần ghế gập phẳng được. Ghế gập phẳng, lại thiết kế ghế gập kiểu sofa luôn, ngồi sẽ rất là dễ chịu. Anh chị nhìn thấy không gian bên trong này, như nãy khách hàng của Văn Hội xem này. Wow, không gian nó mênh mông, rộng rãi luôn. Cửa gió điều hòa điều chỉnh cả hàng hai luôn, rất rộng rãi. Đây, cái nắp để chúng ta có thể hạ cái lốp sơ cua xuống đây, tiện lợi đúng không ạ?
Rất hợp lý. Và chúng ta còn có những cái hộc đồ như thế này này. Nhớ mà anh chị mà có những nhiều đồ nhỏ ấy, để gọn lắm. Còn bên trong nội thất xe là như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Ngồi thử lên ở hàng ghế thứ 3. Thật tuyệt vời, anh máy quay sẽ tiến gần hơn. Như một chuyến du lịch picnic thì hàng ghế thứ 3, hàng ghế thứ 2 thì đều được gập phẳng và chúng ta có thể nằm nghỉ để giải trí cũng như là nghỉ ngơi những cái chuyến du lịch đường dài. Thật tuyệt vời đúng không ạ? Hiện tại thì Văn Hội đang ngồi bên trong nội thất chi tiết của chiếc Toyota Veloz phiên bản 1.5 top, cực kỳ là cao cấp. Ngay từ phần phía tappy cửa, chúng ta có gì nào? Một cái báng tay cầm cực to và chắc khỏe, kết hợp với hệ thống auto cụp gương tự động khi khóa cửa và mặt gương là chỉnh điện. Ngoài ra trên mặt gương còn có tích hợp luôn cả cảnh báo điểm mù ở trên gương cũng như cảnh báo phương tiện cắt ngang. Rất tuyệt vời. Văn Hội sẽ nói chi tiết thêm ở phần sau. Tay nắm cửa phía bên trong còn được mạ chrome sang trọng và sáng bóng. Hay những nút chốt khóa kính, hộc để đồ rộng với được nhiều hộc. Còn di chuyển dần sang bên phần ghế, chúng ta có gì? Đó chính là ghế chỉnh lên đến 6 hướng và được bọc da kết hợp với nỉ cao cấp. Đó chính là phần ghế. Còn về phần sườn thì chúng ta còn có thêm gì nữa? Nổi bật nhất có lẽ là hệ thống AH tự động dương pha khi không có xe đối diện. Hay như mà chúng ta còn có thêm, đó chính là hệ thống kiểm soát lực kéo và cân bằng điện tử. Hệ thống tiền va chạm PCS cảnh báo và cũng như hỗ trợ phanh khi có xe phía trước không đủ an toàn mà chúng ta quên chưa kịp đạp phanh, hoặc đạp phanh rồi mà sẽ bơm thêm lực phanh. Còn nếu chưa đạp phanh, xe sẽ tự động phanh. Đó chính là hệ thống Toyota Citizen. Bây giờ nội thất bên trong là như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Hơn 600 triệu mà chúng ta đã sở hữu ngay một hệ thống phanh tay điện tử hay hệ thống auto hold tự động giữ phanh. Nào, chúng ta sẽ có những gì? Từ phía bảng đồng hồ trung tâm, một màn hình lên đến 7 inch hiển thị đa thông tin với rất nhiều thông tin phụ trợ. Hiển thị cực tuyệt vời luôn. Anh chị có thể nhìn thấy tổng quan đấy. Và km/h cũng bằng điện tử luôn ạ. Hệ thống cảnh báo lệch làn đường cũng sẽ được trang bị luôn. Tổng quan và cái màn hình này thì chúng ta còn điều khiển được nhiều lớp layer khác nhau. Rất ấn tượng luôn. Còn gì nữa nào? Đó chính là ở phần hệ thống đèn. Xe trang bị là đèn full LED với hệ thống đèn auto kết hợp với hệ thống đèn sương mù phía trong. Hay như hệ thống gạt mưa, còn có cả chỉnh phía trước và phía sau. Chúng ta còn có sang phần vô lăng. Trên vô lăng thì nhà sản xuất tích hợp thêm, đó chính là điều khiển volume hay như hệ thống camera 360 độ được tích hợp theo xe luôn. Anh chị có thể nhìn thấy chéo bên sang màn hình như thế này. Cam 360. Toyota Veloz sở hữu camera 360 độ anh chị nhé. Tiếp đến chúng ta có cả phần thoại rảnh tay hay điều khiển màn hình lớp layer ở phía trên, màn hình digital đa thông tin. Chúng ta có chế độ lái, driver, power, mode, hệ thống AM, FM, Bluetooth cũng như là thoại rảnh tay. Nào, chúng ta test những cái góc của cam 360 để anh chị có thể nhìn thấy nhiều góc khác nhau đúng không ạ? Nói về phần màn hình giải trí này thì sao? Xe trang bị màn hình giải trí lên đến 9 inch kết hợp với 6 loa. Xe màn hình kết nối Android Auto cũng như Apple CarPlay và hệ thống radio Bluetooth USB. Rất gọn và tiện lợi. Nào, chúng ta còn có thêm chìa khóa thông minh. Xe sử dụng chìa khóa thông minh Engine Start Top kết hợp với hệ thống điều hòa auto tự động. Điều hòa tự động rất tuyệt vời. Đến phần hộp số thì sao? Xe trang bị hộp số tự động vô cấp, tích hợp camera lùi, 4 cảm biến, 2 cảm biến góc trước cũng như 2 cảm biến góc sau được tích hợp trang bị theo xe. Hay ở giải số còn tích hợp cả số S-Sport thể thao hay như số M di chuyển số bằng tay. Nói đến hệ thống phanh tay điện tử với giá khoảng hơn 600 triệu đồng, có lẽ là Veloz là một trong những xe đầu tiên được trang bị ở thị trường Việt Nam hay như hệ thống auto hold tự động giữ phanh. Còn nổi bật hơn nữa thì chúng ta còn có thêm hệ thống sạc không dây. Với hệ thống sạc không dây như thế này rất tiện dụng, chúng ta chỉ cần để một chiếc điện thoại vào đây thôi. Hay những cái hộc để đồ này sẽ rất thoải mái và dễ chịu luôn anh chị nhé. Hoặc những cái tẩu để chúng ta sạc và hoặc là cắm. Ngoài ra đây, chúng ta có hệ thống gương chống chói ngày đêm hay như hệ thống Toyota Citizen cho khả năng cảnh báo lệch làn, tiền va chạm, phanh tự động. Rất ấn tượng và tuyệt vời đúng không ạ? Đèn trần còn trang bị là đèn trần LED luôn anh chị nhé. Rất hợp lý. Còn ở hàng ghế thứ hai thì độ rộng rãi là như thế nào của một chiếc xe 7 chỗ ngồi
chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Hiện tại thì Văn Hội đang ngồi ở hàng ghế thứ hai của Toyota Veloz. Phải nói là ấn tượng đầu tiên đó chính là cái khoảng để chân, nó sẽ rất thoải mái và rộng rãi. Và thứ hai nữa là gì nào? Chúng ta có điều khiển cả cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai, thứ ba như thế này sẽ rất tiện lợi. Một cái nữa là chính là ở cần tappi cửa sau, có lẽ một chiếc xe này phục vụ cả công việc và gia đình luôn. Hộc để đồ nước ở trên này, hộc để đồ ở dưới này, hay những cái khe đồ này sẽ rất dễ chịu và thoải mái. Cùng với đó, đó chính là cái phần lưng ghế. Chúng ta có ngay những cái phần khay để đồ những cái tạp chí hoặc những cái điện thoại, ngay điện thoại của chúng ta. Chúng ta sẽ thử test luôn và chúng ta cũng có thể để ở đây được luôn này. Nên sẽ rất tiện lợi. Cùng với đó thì chúng ta có đến hai cổng sạc nhanh ở phía sau. Hai cổng sạc nhanh phía sau hoặc những hộc để đồ. Cả hai bên ghế thì đều có những cái hộc để rất là dễ chịu. Còn ở hàng ghế thứ ba, cái độ rộng rãi là như thế nào? Chúng ta sẽ ra phần cúp sau để ngắm và tìm hiểu. Xin mời anh chị. Và một cái tính năng cực kỳ là nổi bật, có lẽ chỉ dành riêng cho trên chiếc xe Toyota Veloz nói riêng như thế này, đó chính là chế độ gập ghế sofa. Với cái chế độ gập ghế phẳng như thế này thì chúng ta có thể để được rất nhiều đồ hay những cái chuyến du lịch đường dài. Cả hàng ghế thứ hai, hàng ghế thứ ba thì đều gập phẳng được. Nào, chúng ta sẽ di chuyển ra sau ngay bây giờ. Vừa rồi đó chính là review cực kỳ là chi tiết chiếc Toyota Veloz phiên bản top màu đen, model mới nhất hiện nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến ngay với phần tổng giá lăn bánh cho từng vùng miền. Như anh chị cũng đã biết đúng không ạ, Veloz mức giá niêm yết chỉ từ 698 triệu đồng cho phiên bản top. Mức thuế ở tỉnh thì đang áp dụng là 10%, đúng không ạ? Lăn bánh một chiếc Veloz top ở một tỉnh 698 triệu đồng sẽ lăn bánh ở tỉnh là 771 triệu đồng. Trong khi đó ở Hồ Chí Minh, mức thuế 10% nhưng lại có 20 triệu tiền biển số sẽ là 791 triệu đồng. Còn Hà Nội, 12% thuế và 20 triệu tiền biển số sẽ là 804 triệu đồng. Chưa bao gồm các chương trình khuyến mại và quà tặng hấp dẫn. Và với màu trắng ngọc trai thì anh chị vui lòng cộng thêm 8 triệu đồng. Đó chính là về phần tổng giá lăn bánh. Cũng như là chúng ta vừa review cực kỳ là chi tiết màu đen của phiên bản top. Và bản CVT, bản top thì chỉ có một vài sự khác biệt nhỏ nhỏ thôi. Để biết thêm thông tin chi tiết, anh chị hãy liên hệ ngay số hotline ở phía bên dưới theo từng vùng miền để đội ngũ tư vấn xe của chúng tôi có cơ hội được phục vụ quý anh chị một cách chi tiết và chu đáo nhất. Đừng quên bấm nút like, share, comment, đăng ký ủng hộ kênh. Kính chúc quý anh chị hàng thật nhiều sức khỏe và luôn luôn lái xe an toàn. Hẹn gặp lại anh chị ở những clip tiếp theo. Goodbye!